Theo Bộ Cơ sở Hạ tầng Canada, công trình lịch sử này đánh dấu lần đầu tiên hệ thống giao thông đường bộ cao tốc của Canada được kết nối với nhau từ Thái Bình Dương với Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Được khởi công từ năm 2009 với tổng chiều dài 145 km và 8 cầu kết nối, đường cao tốc Inuvik-Tuktoyaktuk đã trở thành tuyến vận tải kiên cố đầu tiên nối làng Tuktoyaktuk ở trên bờ Bắc Băng Dương với các khu vực phía nam của Canada. Dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới 235 triệu đô la Mỹ và được chính phủ Canada đề xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước nhằm thúc đẩy phát triển khu vực Bắc Cực, đồng thời giúp nước này củng cố chủ quyền tại đây. Việc tuyến đường này đi vào hoạt động sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào tuyến vận tải trên băng vốn được hình thành tự nhiên vào mùa đông, đồng thời giảm chi phí vận chuyển hàng hóa tới các cộng đồng dân cư tại đây do chi phí thấp hơn so với vận tải hàng không. Chính phủ Canada cũng kỳ vọng tuyến cao tốc này sẽ giúp thúc đẩy phát triển du lịch và tạo điều kiện cho việc khai thác các nguồn tài nguyên tại Bắc Cực.